chai này kiểu mà đổ hay sao các bạn. Đây. Đây. Ồ. Thấy chưa? Nó kiểu mà nhớt nhớt đặc đặc giống như là sữa chua á. YouTube của Kiên Review. Đã vừa rồi thì cũng rất là nhiều bạn nhờ Kiên Review một cái sản phẩm đã khá là hot trên mạng luôn. Đó là một cái sản phẩm trà nhựa nhám. À không phải, đó là một cái sản phẩm tẩy nhựa nhám, làm cho cái nhựa trên ô tô, trên xe máy của mình á, hay là cái lốp xe á, trà phát vào nó bóng giống như mới luôn. Ok, thì cái sản phẩm này Kiên đã đặt hàng về rồi. Và Kiên hôm nay Kiên sẽ review cho các bạn xem là cái sản phẩm này nó sai thực tế như thế nào nhé. Đây là hai sản phẩm Kiên order thử hai loại luôn. Và bây giờ Kiên sẽ khui hộp ra và review xem là bên trong này nó là như thế nào nhé. Kiên mua hai hộp luôn, hai sản phẩm luôn. Một cái sản phẩm này cả ship của nó chỉ có 58.000 thôi. Đây này. À, Kiên lỡ may Kiên che mà nó bị che luôn cả cái tên sản phẩm rồi. Đây nè, còn sản phẩm thứ hai, cái sản phẩm này á, đây nè, 94.000 cả tiền ship. Công nhận cái này nó rẻ thật. Dung dịch, đây nè, thấy chưa? Dung dịch phục hồi nhựa nhám. Ok, bây giờ Kiên sẽ cui hai cái hộp này ra. Cái này thì toàn tiếng Anh thôi, không có một chút tiếng Việt hay tiếng Tàu gì cả. Bây giờ khui sang cái hộp này. Đây, đây là một chai cũng dạng xịt luôn. Cái này thì xịt dưỡng đen và bóng lốp nhựa nhám. Cái chai này á, thì lại ghi tiếng Việt. Đây, có một cái gì đây. Dung tích 400ml cho lốp ô tô xe máy nè. Làm bóng 360g, lắc đều trước khi sử dụng. Cái chai này thì giới thiệu là xịt được cả cái lốp xe đó các bạn. Làm bóng được cả cái lốp đó, làm mới cái lốp xe nữa. Bằng cách cũng đơn giản thôi, xịt lên và lau nó thôi. Ok, vậy thì chai này là 50 này, chai này 90. Bây giờ Kiên sẽ mang hai chai này ra xịt thử cái xe của Kiên coi. Và bây giờ Kiên sẽ thử trên cái con quay RSX này nha. Giới thiệu với các bạn, đây là cái con RSX từ cái hồi mà sinh viên của Kiên á. Chắc cũng phải 8-9 năm gì rồi á. Khá là lâu rồi. Và bây giờ những cái con xe này á, chỉ để cho em Kiên đi làm thôi. Và để cho ba Kiên đi rẫy á. Bây giờ Kiên sẽ quay gần lại cho các bạn thấy được là cái độ cũ của cái xe này như thế nào nha. Cái nhựa đen này này, cái nhựa bóng thì Kiên không nói nha, cái này chỉ có lau những cái nhựa nhám thôi. Cái nhựa nhám này thì nó rất là cũ luôn rồi. Và cũ nhất á là ở trên cái đồng hồ này nè. Đó, nó bạc luôn rồi. Thấy không? Bạc phơ luôn rồi. Cái này thậm chí là các bạn đem dao cạo á, có khi nó còn ra luôn á. Đây là cái phần bạc nhất nha. Có thể xíu nữa Kiên lau thì nó không được ở cái phần trên này chẳng hạn. Nhưng mà ở cái phần dưới này Kiên thấy là đây, ở dưới cái bửng ở bên dưới này á, Thì nó cũng không phải là quá tệ đâu. Và những cái chỗ Kiên chuẩn bị xịt cái dung dịch tẩy nhựa nhám này á, thì Kiên cũng đã lau sơ rồi, chứ không phải là để nó còn nguyên bẩn ở trên đâu nha. Như ở bên hông này thì có lau rồi, nhưng mà nó cũng bám, đất nó bám chắc quá thì nó cũng chưa có sạch cho lắm, nhưng mà không phải đến nỗi tệ là bám quá nhiều bùn đất vào đâu nha. Bây giờ Kiên sẽ thử cái chai này trước nha. Cái chai này là chai 90.000 nè, toàn là tiếng Anh không nè. Rồi bây giờ Kiên sẽ khui nó ra. Ồ, cái chai này không phải là chai xịt nha, chai này kiểu mà đổ hay sao các bạn. Đây, đây. Ồ, thấy chưa? Nó kiểu mà nhớt nhớt đặc đặc giống như là sữa chua á. Ok, bây giờ Kiên sẽ đổ lên trên cái bàn thờ của cái xe này nha. Rồi, bây giờ Kiên lau thử nha.
đây nè, kết quả đây nè. Có thể hồi nãy là Kiên lau ở trên cái bàn thờ xe này ấy, nó cũ quá. Bây giờ Kiên thử ở dưới đây nha, ở dưới đây thì không cũ đâu. Và Kiên cũng đã lau hết bụi bẩn rồi. Cảm giác ở dưới đây có vẻ như nó hiệu quả hơn nè. Ok, Kiên lau hết luôn cả ở dưới cái bừng luôn. Kiên vừa mới quay vào Kiên lấy cái khăn thì gió ở ngoài này nó thổi khô luôn rồi. Thật sự mà nói thì đúng là Kiên nhìn thấy nó có làm bay được cái vết mà mục mục ở trên cái nhựa xe này, nhìn nó bóng hơn được xíu. Các bạn nhìn thấy không, ở bên tay phải cái bên chìa khóa là bên chưa lau cả, và cái bên tay trái là bên lau rồi nha. Kiên có một cái cảm nhận và cái mắt Kiên nhìn thấy nha, không biết ở trong camera này chiếu nó lên hình thì các bạn nhìn có rõ hay không, thì Kiên nhìn thấy ở bên tay trái Kiên lau á thì những cái mà mục mục á, những cái mà bạc bạc mục á thì Kiên thấy là biến mất rồi, và bây giờ nó gần như là nhìn cái nhựa nó đen hơn và nhìn nó sáng hơn á. Còn bên cái chìa khóa kia thì nó vẫn còn cái vết mục, cái kiểu mà cái mỗi lần các bạn phơi nắng á thì cái mục á, cái ở của cái nhựa nó bong lên á đó. Còn ở bên kia thì không còn nữa. Đó, Kiên bắt cận cảnh cho các bạn thấy cái sự khác biệt nè. Đó, đúng là cái nhựa này nó có bóng hơn nha. Đó, những cái chỗ cái phần lau và cái phần chưa lau. Đây nè, phần này á, lau rồi nè. Còn phần ở trong cái chỗ gác ba ga này chưa lau nè. Bên hông xe này thì Kiên sẽ không sử dụng cái dung dịch 90.000 kia nữa, mà Kiên sử dụng sang cái dung dịch này. Dung dịch này mua 50k nha. Cái này thì lại là dạng xịt. Ok, cái này thì nó hướng dẫn là xịt xong rồi lau luôn á. Kiên sẽ cho nó tầm khoảng 1 phút đi rồi Kiên lau. Ok, bây giờ là dùng một cái tấm vải mới luôn nè, không có dính dung dịch cũ trong đây đâu. Cái này sau khi Kiên lau xong á thì nó để lại một lớp bóng nha. Kiên không biết là cái này có phải là lớp bóng của cái sản phẩm bóng tức thì hay không thôi. Chứ nữa thì Kiên để tầm 15 phút Kiên quay lại Kiên lau nó bằng nước đi nha. Tại vì đôi khi cái bóng này chỉ là cái bóng ảo thôi. Này nó khá là bóng luôn. Cái này lau xong thì nó khá là bóng. Ở trong cái góc của cái bừng bên phải này nó có bị bạc đôi chút. Bây giờ Kiên sẽ dùng cái chai loại 50.000 này Kiên xịt thử nha. Bây giờ Kiên sẽ dùng cái khăn khô Kiên lau lại. Phải nói là cái chai xịt này á, nó khá là bóng luôn nha. Lúc mà các bạn lau đi nó rất là bóng luôn. Mà chưa biết là bóng thật hay bóng ảo hay là bóng của cái dầu của nó. Phải chờ một xíu nữa Kiên lau xong là Kiên dùng nước Kiên rửa lại xem đã. Tại vì bóng ảo thì thật sự mà nói thì các bạn đi rửa xe á, vài ngày sau các bạn đi rửa xe á thì nó cũng trôi hết thôi. Đó. Chai này phải nói là nhìn rất là bóng luôn. Để Kiên bắt gần vào cho các bạn xem nè. Đó, thấy chưa? Nhìn đúng là mới toanh luôn. Nhưng mà nó không bóng nha. Tại vì cái bóng này thực ra là cái bóng dầu thôi, không phải là cái bóng thật đâu. Nãy giờ Kiên ngồi chờ 20 phút luôn. Và cái chai mà 50.000 này á, phải nói là nó khá là bóng luôn. Nhìn thật sự luôn á. Nhìn mà xịt vào phát nó bóng như mới đó. Nhưng mà Kiên sợ là bóng ảo nên Kiên giặt lại bằng cái khăn. Kiên giặt lại cái khăn này và Kiên sẽ lau nó thử coi. Lau cho nó hết cái bóng này, cái kiểu nó giống như có dầu ở trên á. Cái bóng này thực ra thì nếu mà các bạn ra nắng hoặc là các bạn rửa xe á thì nó cũng bị phai thôi. Chùi nó đi coi. À, vẫn còn bóng cơ à. Kiên giặt lại cái khăn khác, lau thêm lần nữa coi. Kiên vừa mới đi giặt khăn và Kiên quay lại thì thấy là nó hết cái bóng rồi nha. Nhưng mà đúng là cái mục ở trên cái bừng này á, nó bị mờ khá là nhiều rồi. Kiên lau lại thêm phát nữa nè.
và đợi khô nó thôi. Ok, và rồi nó khô rồi nè. Đúng là nó khô rồi á, thì nó cái lau sạch cái lớp dầu nó đi nè, giống như nó có một cái lớp dầu bóng á, và nó hết bóng luôn rồi nè. Nhưng mà phải nói là nó có tẩy được cái nhựa, cái lớp nhựa bạc bạc mà cũ nha. Ok, và sau khi Ken sử dụng hai cái sản phẩm mà làm bóng nhựa nhám á ở trên xe á, thì Ken thấy là ở cái sản phẩm 50 ngàn này á, xài có vẻ ổn hơn. Tại vì lúc mà mình xịt xong mình lau á, thì nó có một cái lớp bong bóng ở trên xe. Thì thực tế thì cái bóng này chắc có lẽ là được vài ngày thôi. Giống như hồi nãy Ken làm đấy, Ken lau đi một phát thì nó cũng lau bằng nước á, thì nó cũng hết bóng đi. Nhưng mà cái nhựa ở trên cái nhựa mục á, ở trên cái xe này á, thì nó mất hết luôn. Nhưng mà nó cũng không phải là quá là mới đâu nha, thì nó cải thiện được xe mình nhìn không cũ thôi. Và ở hai cái chai này á, thì các bạn không nên xài ở trên những cái xe mà gọi là quá cũ rồi nha. Hồi nãy Kiên cũng cho các bạn coi đấy, những cái chỗ nào mà bị nắng nó chiếu nhiều á, gần như gọi là cái nhựa đó nó bị cào tay và nó rơi cái nhựa luôn á, thì những cái loại đấy thì nó không bao giờ khắc phục được. Chẳng thà những cái loại cũ như vậy á, thì các bạn có thể thay mới luôn, thay mới cái nhựa ấy luôn. Ok, và video về sản phẩm tẩy sáng nhựa nhám của Kiên đến đây cũng hết rồi. Các bạn cần Kiên review sản phẩm gì nhớ comment ở bên dưới luôn nha. Nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh của Kiên, bật chuông thông báo luôn nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều.